mến chào cô chú anh chị và các bạn hôm nay đó mình đến home depot ở lake forest thì thường home depot lúc nào cũng có nursery garden thì mình thích nhất là chỗ cam quýt thì đây là cây uh, tắc tròn calamotin cái tên nó thì giống như là tắc tròn việt nam nhưng mà cái này á mình thấy á nó là sọc nhá à, cái lá của nó cũng sọc giống như là chanh uh, sọc đó thì cái này là tắc tròn mà loại uh, có sọc đó thì có rất là nhiều cây một cây là 44 đồng một cây mình cho các bạn xem cái cây này nó có trái nè thì cái trái mình thấy nó cũng sọc đó các bạn cái lá của nó nó cũng sọc mà cái trái của nó cũng sọc luôn nhưng mà cái tên của nó là calamodin thì là tắc tròn nó mình không biết là là tắc này chắc là bị lai đó chứ không phải là tắc tròn Việt Nam nha thì nếu mà bạn nào mà thích đó, thì mình mua 44 mươi đồng một cây thôi về trồng cho đẹp rồi có tắc ăn nữa để trưng tết nữa thì những cái cây đây là những cái cây chanh nè cây chanh gốc rất là lớn luôn gốc rất là đẹp luôn nếu mà bạn nào mà thích những cây chanh đó thì ở đây bán rất là nhiều nha họ mới đưa về chanh rất là nhiều gốc rất là đẹp mình mua những cái cây này về đó mình ghép bưởi ghép quýt vô cũng rất là tốt luôn đó các bạn 44 đồng một chậu và họ cũng có những cái cây quýt nữa các bạn những cái cây quýt nằm trong cái chậu 5 ga lông 44 đồng một cây thôi nha cam quýt đầy đủ các loại luôn cây này là 109 đồng finger lamb này các bạn Họ có một cây thôi, màu hồng Phía bên đây thì là những cây chanh uh, Chanh rất là nhiều luôn Còn đây là cây chanh uh, cẩm thạch nè Chanh cẩm thạch Những cái cây mà 15 ga như vậy là 109 đồng đó Còn cây này là 349 cái chậu lớn hơn nè Chắc chậu 25 gallon đó Camanavo Caracara Trên cây đang có rất là nhiều hoa luôn Mùa này là mùa cam quýt đó các bạn Mình đi nursery của Mỹ đó Họ đưa hàng về bán rất là nhiều luôn Cây này là cây Archerian Madarin nè Có mấy cây lớn thôi Archerian Madarin luôn bà nào mà thích mua những cây cam quýt thì mình chạy lên đây mình mua từ Golden Road mình lên trên đây mất khoảng chừng 20 phút lái xe mình thích đi cái Home Depot này vì rất là tiện lợi nằm ngay cái exit của cái freeway luôn đó các bạn gần lắm rất là tiện lợi luôn khi mà mình ra về đó cũng rất là tiện luôn nha khi mà mình vào trong đó mình thấy họ cũng để rất là nhiều cái loại cam quýt khác nhau nữa nha thì các bạn đến đây đó thì mình xem ở phía ngoài rồi mình đi vào trong mình xem phía bên trong nữa họ còn để rất là nhiều cây nhiều giống quýt lắm có cả chanh móng tay nữa nè các bạn phía trong đây á có thêm được ba bốn cây gì đó ba cây ba cây chanh móng tay màu hồng thì những cây chanh móng tay này ấy, là cái giá là 109 đồng một cây nha còn đây là Orange Midnight Valencia những cái cây này ấy, được nằm trong cái chậu 15 ga lâu mới mà họ trồng bằng cái rách đá đó các bạn nó nặng lắm đây là cây quýt golden nơ gạt phía trong đây họ để rất là nhiều cái giống quýt golden nugget mà nằm trong cái chậu 15 ga lâu mới các bạn nhiều lắm tha hồ mà lựa luôn mình thấy ở đây họ cũng có cái loại blood orange moro nè các bạn có cả khâm khoát nữa 109 Home Depot này đó, mình thấy họ mới đưa về rất là nhiều những cây xoài Manila Mango Giá 40 đồng một cây, rất là nhiều luôn nha các bạn Nếu bạn nào mà thích những cây xoài Manila Mango đó, thì ở đây có rất là nhiều Xoài Manila Mango là cái loại xoài thanh ca đó các bạn xoài này á anh cũng rất là ngon nếu mà mình trồng mình tự trồng ở nhà mình đó thì nó sẽ rất là thơm luôn đó các bạn mình rất là thích trồng cái cây xoài mà đi làm mango mới mốt mà mình có đất mình cũng sẽ mua một cây để mình trồng trong vườn của nhà mình đó những cái cây xoài này á cái gốc á khoảng chừng cái ngón tay út của mình thôi nha nó cỡ như vậy đó có cây thì nhỏ hơn một chút thì mình đo cho các bạn xem từng cây từng cây một đó nhiều lắm ở đây họ cũng có nhiều giống bưởi nữa giống bưởi của mỹ đó các bạn giống bưởi của mỹ có nhiều loại cũng rất là ngọt rất là ngon luôn nha thơm mà nhiều nước nữa những giống bưởi của việt nam mình thì thường là nó khô hơn còn bưởi của mỹ nước nhiều lắm Ngoài ra thì mình thấy có cả liệu wonderful nữa Rồi có cả những cây táo mỹ nè Rồi có những cây đào nữa nha các bạn Họ cũng có bán cả chanh dây passion fruit Để mình xem bao nhiêu 40 đồng một chậu có cả đào nữa nè đó, những cây ăn trái của Mỹ rất là nhiều 109 đồng một chầu 15 ga lông có cả ổi nữa có cả nectarine bây giờ thì mình quay cho các bạn xem những cây táo nè cây táo đang ra hoa táo hoa của táo cũng rất là đẹp Ở đây thì mình cũng thấy họ còn một số loại cây berus á Cây berus thì họ chưa có trồng, họ để trong cái bọc như vậy nè Mình về mình bỏ đất vô rồi mình trồng Cũng mất khoảng chừng một thời gian thì cây nó mới cho mình rễ mới Mình thấy có một cây Asian pear thôi còn lại là những cây táo mỹ và lê mỹ nha Bây giờ thì mình quay những cái cây sức cu lần cho các bạn xem. Nếu bạn nào mà yêu sen đá đó thì uh, mình quay uh, một số loại sen đá cho các bạn uh, thưởng thức luôn. Mình bây giờ cũng uh, rất là thích sen đá. Mình thấy sen đá nó trồng nó uh, lúc nào nó cũng đẹp, nó không có tàn đó các bạn. Cho nên bây giờ mình uh, rất là có hứng thú mình trồng sen đá luôn á. Mê lắm. 8 đồng một chậu như vậy nè các bạn. 8 đồng 98 chứ. Nhiều loại lắm Loại này mình cũng thích nè Mình cũng có mua luôn Loại này mình cũng thích luôn Loại này cũng đẹp nè các bạn Mình quay một số cái loại mà đẹp đó Mình chia sẻ cho các bạn xem Loại này mình thấy cũng rất là dễ thương luôn cây hoa này rất là đẹp nè các bạn mình thích những cái loại cây mà nó thẳng đứng lên xong rồi nó có một cái bụi ở phía trên đó khi mình trồng xuống cái nhà của mình đó là mà cái vườn của mình rất là đẹp họ có cả mai luôn mai thì giá bán 30 đồng một chậu họ có cả hoa 10 giờ mình thích cái hoa 10 giờ này nè một chậu rất là nhiều giá bán là 23 đồng một chậu những cái loại sen đá này là mình cho các bạn xem mình thích nè đó à, những loại uh, sen đá mà giống như cái màu tím tím như vậy mình rất là thích cái loại mà nó có màu á màu đỏ này cũng rất là đẹp nè các bạn màu này cũng đẹp nữa nè kiểu này cũng đẹp có rất là nhiều luôn thì mình sẽ mua từ từ các bạn mua một lần nhiều tiền lắm thì mình sẽ siêu tầm thêm một số sen đá trong vườn của mình nữa sen đá đó thì cũng có rất là nhiều loại và những cái cỡ chậu khác nhau chậu nhỏ thì ít tiền còn những cái chậu lớn hơn thì nhiều tiền hơn thì mình cũng có thể mua những cái chậu nhỏ mình nuôi cho nó lớn hơn á cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình bye